Bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng hết mặt, Lê Khánh nhờ để mặt mộc chụp hình với Lê Phương do nhan sắc cả hai mà ngã ngửa. Ngày xưa xinh không ai bằng, giờ đổi nhan sắc với bạn thân 10 năm, Ngân Khánh lại như thế này. Là bạn thân lâu năm, từ sau khi về nước, người hâm mộ thường xuyên thấy Ngân Khánh và Lê Phương cặp kè với nhau rất vui vẻ. Cả hai hiện tại đều có cuộc sống riêng hạnh phúc. Từ sau khi về nước, Ngân Khánh thường xuyên đi chơi cùng Lê Phương. Nhan sắc của đôi bạn thân khiến nhiều người phải ghen tị, nhất là Ngân Khánh khi một thời gian dài cô bị nghi khuôn mặt biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Lê Phương và Ngân Khánh không ngại để mặt mộc đi ăn đêm. Không cần son phấn, vẫn thấy đôi bạn thân tỏa sáng. Mặt mộc của Ngân Khánh cho thấy cô không bị phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Lê Phương đã là mẹ của con trai 9 tuổi, còn Ngân Khánh vẫn chưa qua sinh nở. Nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, mặt mộc đáng ghen tị của cả hai. Các fan không ngừng trầm trồ trước nhan sắc của Lê Phương và Ngân Khánh. Mời bạn bè đi ăn hết hẳn 12 triệu, Trấn Thành vênh mặt rút thẻ ra trả nhưng không được, muối mặt hạ mình đi xin từng người. Kiếm tiền cả tỷ, nhưng cứ mời đi ăn là Trấn Thành lại quên tiền thế này, khiến bạn bè bức xúc không thôi. Là nghệ sĩ nổi tiếng có thu nhập cả tỷ đồng, nhưng Trấn Thành lại thường xuyên lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi đi ăn quên không mang tiền mặt. Đặc biệt mỗi lần nam danh hài mời bạn bè ăn xong phải muối mặt nhờ mọi người trả tiền hộ. Mới đây Trấn Thành lại tiếp tục bị hố lần nữa khi mời ekip sản xuất phim hài Tư Hậu đi ăn hết cả chục triệu đồng, nhưng không may nhà hàng không nhận thanh toán bằng thẻ, khiến anh phải muối mặt vay tiền BB Trần và Hải Triều. Trấn Thành mời ekip đi ăn ở nhà hàng sang trọng, lúc tính tiền thì rất hồ hởi, nhưng khi nhân viên không nhận thanh toán bằng thẻ mới méo mặt. Hóa đơn hơn 12 triệu đồng cho một bữa ăn. Nam danh hài định quẹt thẻ, gương mặt khi biết nhà hàng không nhận thanh toán bằng thẻ mà bằng tiền mặt. Không còn cách nào khác phải đi xin trợ giúp từ BB Trần và Hải Triều. Mới đến ăn được hai món cuối nhưng lại phải trả tiền khiến BB Trần và Hải Triều bức xúc. Năn nỉ mãi mới mượn được, Trấn Thành hồ hởi đếm tiền. Tuy nhiên mượn BB Trần và Hải Triều cũng không đủ, nam danh hài lại phải kêu gọi mọi người góp tiền để trả cho bữa ăn. Tăng 15kg, bà bầu Lan Phương vẫn xinh đẹp ở tháng cuối thai kỳ, không ai theo kịp. Lan Phương đang chào đón em bé đầu lòng với bạn trai người nước ngoài trong những ngày cuối thai kỳ. Thời gian qua, thông tin Lan Phương mang thai với bạn trai Tây cao 2m nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Giống nhiều mẹ bầu khác, nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng trải qua những cơn ốm nghén dai dẳng. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm tận tình của chồng sắp cưới, Lan Phương đang có một thai kỳ đáng nhớ với những cảm xúc lần đầu khó quên. Mới đây, những hình ảnh cuối thai kỳ của nữ diễn viên cô gái xấu xí xinh đẹp, trang điểm cách nhẹ nhàng, Lan Phương mang thai ở tháng thứ 8. Gần đây, cô chuyển ra Hà Nội để sống cùng hôn phu người Anh. Bộ ảnh khắc họa khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên khi cô diện váy kẻ sọc kết hợp giày lười dạo phố. Niềm hạnh phúc ngọt ngào của người mẹ Lan Phương và bạn trai nước ngoài chuẩn bị ngày con chào đời. Trái ngược với vẻ mệt mỏi của những mẹ bầu khác, người đẹp thước tha xinh đẹp và giữ được vẻ rạng rỡ. Hiện Lan Phương đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Người đẹp và chồng sắp cưới anh David háo hức chờ đón con đầu lòng từng ngày. Dịp Giáng sinh 2017, khi sang London ra mắt gia đình người yêu, cô được bạn trai cao lớn ngỏ lời cầu hôn. Lan Phương cũng từng chia sẻ về việc đang mang bầu nhưng vẫn đóng phim. Tôi không hề giấu giếm chuyện mang bầu với mọi người. Khi làm việc tôi cũng cố gắng làm thật tốt để không ảnh hưởng đến ai. Chỉ có điều cuối ngày nào tôi cũng rất mệt vì thấy tôi nhiệt tình và chẳng kêu ca gì nên các thành viên trong đoàn đều chăm sóc tôi rất chu đáo. Sau 3 tháng đầu tôi hết ngán và khỏe dần. Từ đó mỗi ngày tôi đều đi quay từ sáng sớm đến đêm. Mọi người trong đoàn đều phục tôi vì điều đó. Nữ diễn viên cô gái xấu xí tăng cân gần 15kg so với lúc son rỗi. Không giống các bà bầu khi mang thai thường bị xuống sắc, gương mặt của nữ diễn viên vẫn giữ được nét xinh đẹp như cũ. Bà Sáu và những chuyện ít ai biết về nam em, cô gái đang được bàn tán nhiều nhất showbiz. Gặp bà Sáu, bà là người nuôi nấng hai chị em nam em và nệ nam từ những năm chập chững tập đi. Vẫn đâu đó là tính cách con người miền Tây chất phác, bà Sáu tỏ ra thân thiện, bà kể cho chúng tôi biết nhiều thông tin thú vị xoay quanh cuộc sống của hai chị em những ngày còn ở quê,
cũng như cảm nhận của bà Sáu về những lùm xùm chuyện tình cảm vừa qua. Cô có thể cho biết mối quan hệ của cô và hai chị em, Nam Anh để mọi người hiểu rõ hơn. Tôi là cô Sáu, người nuôi hai chị em từ hồi học mẫu giáo, lúc mà tụi nó mới lên 2 tuổi, lúc này hai đứa còn nhỏ lắm. Hồi đó ở quê nhà nghèo, đường đi thì khó khăn nên tôi quyết định đón Nam em về nhà tôi ở trước, còn Nam chị thì ở với mẹ. Thời điểm này cũng là lúc ba mẹ Nam em quyết định ly hôn và hai người tan đàn xẻ nghé. Anh Đầu và Nam em theo bố ở nhà nội, Nam chị theo mẹ về nhà ngoại sống. Cô Sáu có thể chia sẻ lý do mà ba mẹ của Nam em ly hôn là do đâu? Bố mẹ Nam em ly hôn vì không hợp tính, bất đồng quan điểm với nhau. Hồi xưa cha của Nam em rất gia trưởng. Lúc chia tay, bố mẹ Nam em có 3 người con, anh Việt con trai đầu với Nam em ở với bố, còn Nam chị thì ở với mẹ ở quê ngoại. Hồi mới ly dị ai cũng nghèo, ai cũng khổ, tôi thương các cháu vô cùng. Cô Sáu có thể cho mọi người được biết hai chị em và Lệ Nam khi còn nhỏ là người như thế nào. Từ ngày về sống với tôi, một tay tôi dường như lo hết tất cả cho hai cháu. Hai chị em sống với tôi đến năm học cấp 3. Hồi ở quê, hai chị em suốt ngày chỉ hủ hỉ chơi với nhau, đặc biệt là rất ít đi chơi, cứ đi học là về lủi thủi ở nhà. Cô em rất yêu văn nghệ, hồi đi học hay tham gia văn nghệ. Lúc ở quê bước vào cấp 1 là hai chị em đã biết tự nấu ăn rồi. Sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, gia đình từ nhỏ, có bao giờ hai chị em tâm sự với cô về sự khốn khó và tủi thân? Ngày sống với tôi, hai chị em ít thể hiện ra trong lòng đang suy nghĩ như thế nào, nên tôi cũng không biết hai chị em có tủi thân hay không. Nhưng mà trong gia đình tôi ai cũng thương hai chị em hết, nhất là ông xã tôi. Hồi xưa Nam chị xinh xắn lắm nên ông xã tôi cực kỳ cưng, nên tôi chắc chắn một điều là sống với tôi hai chị em không thiếu thốn điều gì. Hồi đi học hai chị em chỉ cần học thôi, tôi lo hết tiền học. Tôi cũng thường xuyên động viên hai cháu phải cố gắng học hành, có cái chữ mới thành đạt sau này, nên hai chị em chăm lắm. Nam em từng tâm sự lúc còn ở quê cũng phải làm ruộng, lao động chân tay, cô Sáu có thể chia sẻ nhiều hơn. Lúc sống với tôi, hai chị em Nam em như những đứa trẻ ở quê cũng phải ra ruộng phụ tôi, rồi giúp tôi nuôi heo. Lúc lớn lên một chút, cô em và cô chị thay phiên nhau lo việc nhà, cũng như cơm nước cho gia đình. Thời điểm đó nhà tôi làm nông, ai mà chả phải lao động chân tay. Nhưng được cái hai chị em giỏi lại khéo tay nên cái gì cũng làm tốt. Khi lớn lên và quyết định ra Hà Nội học tập, Nam em có tham khảo ý kiến của cô Sáu không? Đương nhiên là có, mọi quyết định của hai đứa đều hỏi ý kiến của tôi và ông nhà. Con đường học hành của hai chị em phải gặp rất nhiều may mắn khi có nhiều sự giúp đỡ của các cô chú. Ngày mà Nam em cắp sách xuống Cần Thơ tham gia thi tuyển vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi lo lắng lắm, rồi nó cũng trúng tuyển và sau đó hai chị em cùng nhau ra Hà Nội để học tập. Nhiều thông tin trên báo chí về việc Lệ Nam và mẹ ruột có những xích mích với nhau, là người trong cuộc cô chia sẻ gì? Thông tin này là tôi thấy sai. Mới đây Nam em đăng quang cuộc thi người mẫu thời trang ở Vũng Tàu. Mẹ của nó còn ra cổ vũ cho con gái, nên chuyện này là không đúng. Tết vừa rồi Nam chị vẫn về quê chở mẹ đi chùa đấy, sao lại nói là mẹ con xích mích nhau được? Còn về tin đồn hai chị em Lệ Nam cạch mặt nhau thì sao cô Sáu? Thông tin này càng sai, tôi vẫn thấy hai chị em thường xuyên nhắn tin nhau. Mỗi lần một trong hai đứa nó về quê, tôi cũng đều hỏi thăm đứa còn lại. Tụi nó đều bảo với tôi dù khá bận rộn với công việc, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi cũng hay bảo hai chị em lớn rồi, cô Sáu chỉ có một tâm nguyện là hai chị em về chung một mái nhà để sống với mẹ của mình. Bố mất rồi còn mỗi mẹ, nên tôi muốn dặn các cháu phải luôn yêu thương và chăm sóc mẹ thật nhiều. Những ngày gần đây, cô Sáu có biết những ồn ào không hay của Nam em về chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang không? Tôi không có đọc báo, mà tôi nghe mọi người trong xóm nói lại. Dân quê mà họ xì xầm chuyện ngày cả ngày, nhưng mà tôi nói thật đó là chuyện con nít. Mình bây giờ là phải lo cho bản thân mình đã, lo cho chuyện con nít làm gì. Thậm chí khi mà hàng xóm tôi hỏi nghĩ sao về chuyện này, tôi chỉ biết trả lời con cháu giờ tụi nó lớn hết rồi, nên tôi không can thiệp vào nhiều. Ai cũng có cái quyền của mình, huống chi nam chưa vợ gái chưa chồng. Trong thời điểm diễn ra những chuyện ồn ào tình cảm của Nam em, cô Sáu có liên lạc với Nam em. Tôi có điện thoại lên cho mẹ Nam em và nói chuyện. Tôi chỉ nói Tám, sao tao nghe chuyện gì mà nó kỳ vậy Tám? Tao chỉ nghe người ta nói mà tao chưa có chính mắt đọc tờ báo nào. Mày coi nói nó nha. Tám tên thường ngày của mẹ ruột Nam em. Cô Sáu có biết thông tin Nam em phải nhập viện hay thông tin phải tìm đến cửa Phật để tịnh tâm sau khi công khai chuyện tình cảm với Trường Giang?
Tôi có nghe, rồi mấy hôm trước mẹ của Nam Em về đây. Tôi có hỏi nhưng mẹ Nam Em bảo với tôi là không có chuyện Nam Em tự tử như báo chí đưa tin. Thời điểm diễn ra những chuyện không hay, hai mẹ con Nam Em có về nhà. Nhưng không ở lâu, chỉ một hai ngày rồi lại lên Sài Gòn, nhưng tôi không gặp được. Tôi cũng định gọi cho Nam Em, nhưng ở quê thời gian đi làm bận quá nên lại thôi. Nhiều ý kiến cho rằng do lớn lên trong một gia đình thiếu thốn về tình cảm nên Nam Em dường như khá mềm lòng trước những sự quan tâm nên mới có những ồn ào không hay về chuyện tình cảm này. Tôi không nghĩ là do thiếu thốn tình cảm đâu. Hồi Tết mùng 9 Nam Em mới về khai trương cửa hàng của ông chú, Nam Em vẫn rất bình thường. Cách của nó trước giờ vẫn vậy nên hay bị tôi gọi là con bé tưng tửng. Nhưng qua chuyện này tôi luôn tự hỏi showbiz như thế nào mà lại có những chuyện này xảy ra. Nhưng tôi nói thật, tôi là dân quê, mấy chuyện showbiz ai mà biết được là thế nào. Trước những ồn ào không hay về chuyện tình cảm của Nam Em thì hàng xóm phản ứng như thế nào? Hàng xóm họ bàn tán nhiều lắm. Mỗi ngày tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi bà có nghe chuyện gì không. Nói thật, tôi chả đôi co hay trả lời ai điều gì cả, vì tụi nó lớn rồi, thôi kệ tụi nó. Bản thân là người nuôi nấng Nam Em từ những ngày bé, khi mà những chuyện không hay diễn ra, những lời đàm tiếu của hàng xóm, bản thân cô Sáu có cảm thấy buồn không? Tôi cũng buồn nhiều lắm. Sao nó có chuyện gì lại không chia sẻ với tôi mà lại đi nói ra vậy để hàng xóm người ta đánh giá? Nhưng mà thật lòng bản thân tôi cũng chả biết phải làm gì. Thôi tôi cũng chỉ mong các cháu phải cố gắng vượt qua. Mấy ngày qua tôi hay gọi điện thoại cho mẹ Nam Em và dặn phải quan tâm và chăm sóc cho Nam Em nhiều hơn trong thời điểm này. Một phần là xa xôi quá, tôi cũng lu bu công việc nên không thể lên hỏi thăm được. Có nhiều thông tin Nam Em quen đại gia, cuộc sống giàu sang, cô Sáu có nghe thông tin này không? Tôi thấy nhiều thông tin rồi nghe hàng xóm bảo người ta đồn Nam Em cặp đại gia kim cương gì đó, tôi thấy sai hoàn toàn. Mấy ai biết tiền để mở nhà hàng là một tay Nam Em, nó chạy đôn chạy đáo để cho đủ mà kinh doanh. Thậm chí chiếc xe Nam Em đang đi, lúc mua cũng là do một phần tiền của gia đình cho vay. Tôi thấy những thông tin Nam Em cặp đại gia để lấy tiền là hoàn toàn sai sự thật. Nói vậy tội con nhỏ, nó cố gắng lao động, cũng làm ngày làm đêm. Hồi kinh doanh nhà hàng đó tôi thấy nó cực quá trời.